phó tổng giám đốc kiêm kỹ sư trưởng của Tesla, Todd Field, tạm thời nghỉ phép. Phát ngôn viên của Tesla đã xác nhận tin này với hãng thông tấn Reuters, nhưng nói thêm rằng điều này không có nghĩa là ông Todd Field sẽ thôi việc và không còn ở trong Tesla nữa. Theo phát ngôn viên của hãng này, để có thời giờ chăm sóc cho gia đình và cũng để có thời gian nghỉ ngơi, căng thẳng, ông Todd Field đã tạm thời nghỉ phép. Hồi tháng 4 năm nay, thì tổng giám đốc Elon Musk đã yêu cầu ông Field trực tiếp điều hành công việc sản xuất và coi sóc các chương trình sản xuất tổng quát, trong khi ông chính thức điều hành việc sản xuất xe điện Tesla Model 3. Gần đây, thì việc sản xuất model này đã không đạt được tiến độ mong muốn và làm thất vọng cho các nhà đầu tư. Thêm vào đó, thì gần đây có nhiều tai nạn gây ra liên quan đến các chương trình tay lái tự động vận hành khiến cho tình hình tệ hại hơn. Giá chứng khoán của hãng này đã xuống nhiều trong thời gian gần đây, kính thưa quý vị.